cái này hôm nay tự nhiên nhiều chị em phụ nữ đến cùng chào. Alo, chúng tôi xin thông báo lại chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ 13:30 để nghe các vận động viên cũng như các tổ trọng tài chúng ta lưu ý. Đội dung trên sân sông Cầu mời đôi tuệ trang của sở nội vụ và đôi yến chuẩn của sở tài chính. Vòng trong khả năng chiều rồi. Các anh đi về rồi chiều. Thế thì anh lên về cho anh em về ăn uống cơm đi nhỉ. Thế thì mời bắt đầu tiếp. Nè đi anh ơi. Thôi à. Thank you.